có thấy thích không? Bình luận phía dưới và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Giờ mình bẻ trái thanh long vô. Là ngon luôn. Cái này đứng không thuốc nè. Đây cái góc của nó nè. Nó bò rất là cao nha. Mấy bữa trước nó ra trái trên đó, nó hái hơi cực chút. Phải bắt cái thang lên không? Còn đợt này nó ra trái dưới thấp đã không? Đây là trái mình mới vừa hái dưới đây nè. Còn cuốn nè. Này có con ong bầu nó đang thụ phấn cho cái vườn đồng rồng. Đây con ong bầu nó bay vậy chứ nó không chích mình đâu. Khi nào mình bóc vô cây khô nó có cái lỗ mới chích. Quá ngon luôn. Đó. Nhiều lắm, mình thấy nó ham luôn á. Bữa hôm á thì nó tốt quá, mình tưởng đâu nó không ra trái, tính nhổ bỏ rồi đấy. Cũng ráng ráng hâm nó, nếu mà không chịu ra bông ra trái thì cắt bỏ, thì đâu tầm nửa tháng sau nó ra trái. Quá trời, nó bò lên đó luôn, phải cơi nới thêm vàng. Đây nó bò chung với đậu bắp luôn. Mấy vàng chỗ này đó mình làm trồng bầu thì nó chiếm luôn cái vàng bầu rồi, bầu nó chết ngắt rồi. Bên lúc ép bên vàng bầu bên này là trồng khổ qua, nhưng mà đúng là khổ quá, nó cũng lên nổi luôn, nó bị chiếm luôn rồi, nó eo ụt rồi. Cái khổ qua nó eo ụt luôn. Bây giờ nó bò ra đây nè, nó lên hết cái vàng này và thậm chí nó lên luôn cái mái nhà này nữa. Mai mốt nó lên mái nhà phải kéo nó xuống, nó lên đó đâu có hái được đâu. Đây nó phía dưới này nè, nó trái nè, nó trái, nó ra trái cái nó thầm thầm. Như bầu nó khô, nó héo luôn mà nó còn trái, đeo que luôn nè. Mình thấy có hoa, hoa chưa héo, chuẩn bị ra rồi bởi sự xâm chiếm của đầu rồng. Trời đã ghê không, vô đây với anh tuyệt vời. Đây mình phải cười nói lên cái chỗ này nữa nè. Nếu mà ở trên đây mà nó còn nữa là nó bò ra nữa. Nhưng hết cỡ rồi. Như đây ăn không hết rồi. Lúc mình gieo trồng có đâu 3 giây thôi. Nhiều trái tới cái cỡ mà như vậy. Ông nhiều ghê á.
mình của con cá lóc thì mình kho nó keo keo rồi mình hái cái đầu rồng nè, chấm nước cá kho ăn, ui chà, nó ngon tuyệt vời luôn. Quá đã luôn. Trời, trời gầm mưa đó, đỡ phải tưới. Cái đầu rồng này nó ăn tốt cho sức khỏe lắm nha. Nó còn non á thì mình ăn sống hay là mình xào được nấu lẩu cũng rất là ngon. Và nếu như mà để nó già nó khô á thì mình sẽ lấy cái hạt của nó ra rồi cái mình rang nó lên, không cái mình cà nó cho nó nhuyễn ra, rồi mình pha một muỗng cà phê chung với lại một muỗng canh nước cái mình uống hàng ngày mỗi buổi sáng, và cứ uống đều như vậy thì nó sẽ trị cho bao tử rất là tốt. Nó giảm đau bao tử và nó lành vết thương của bao tử nữa. Đó, cái hạt đậu rồng khô nó rất là hiệu quả nha. Cho nên nếu mà mình ăn không hết thì mình để khô và mình làm cái bài thuốc luôn nữa. Cái vị thuốc này ít có người biết lắm, bởi vì nhiều người bị đau bao tử á, thì rất là quằn quại, nhưng mà đã uống cái hạt này rồi, bởi mình đã làm cho uống rồi thì đã được hầu như là nó giảm rất là nhiều và được khỏe mạnh nữa. Nó tôi cái này là chỉ có bón phân chuồng thôi nha, không có xịt thuốc luôn. Nhưng mà được cái là nó không có sâu. Ngọt, thơm lắm. Ăn đậu rồng nó tốt lắm á. Nè, nó có hạt nè. Hạt già mình để làm thuốc luôn. Đôi khi nó nhiều trái quá mình không biết lựa thế nào luôn. Quá chừng luôn nè. Wow. No quá chừng luôn. Nó ít thì mình còn dễ lựa. Còn nó quá nhiều mình chỉ có lặt đại thôi. Rồi, nhiêu đây là đủ chấm với cá rồi. Quá ngon luôn. Trên cái vườn mai mà nó rơi mấy cái hộp dưa gán lên trái quá chừng luôn nè. Dưới ao này cá rất là nhiều, mà cái con cá mùi này là câu không bao giờ dính. Giờ giác lưới xuống kéo nó. Trời sắp mưa rồi, chắc là qua mưa mình sẽ xuống ao kéo cá với cậu. Cá mùi quá chìm luôn.